cả mọi người nhé. Hôm nay bọn mình đi lên cái đập này để nượng cái chân giò mọi người ạ. Chân giò đấy nhá mọi người, rất là to luôn nhá. Mình hôm nay đi với thằng em ở trong chậu mọi người ạ. Đây là cái mương nha mọi người, cái cánh mương rất là to luôn nha. Nượng ngô được nè. Bọn mình đang tìm địa điểm để nượng cái chân này nha mọi người, chân giò nha. Nượng ngô được. Con sống con phượng mạn đây. Quý thế nó hồi. Không. Hả? Đấy. Một đấy ạ. Đấy. Đấy cách đây được rồi. Thôi được tá tạm luôn. Thôi được tá tạm luôn. Đấy tạm đấy lên đi. Thôi được rồi, chưa quay video cũng tạm luôn. Bây giờ bọn mình ướp cái chân giò này nhá mọi người, ướp xong rồi bọn mình nượng nhá. Để cái chị đâm vô đấy chưa. Có giá như kiểu chưa? Để bò đi. Có thêm gái kìa. Thêm gái. Cái giá này giá của mọi người, bọn mình quên đem dao ấy. Chứ không biết cắt thế nào để ướp. Dao rồi. Đây, bò. Ui. Thiếu đúng có đưa tay bẩn được cái này. Tay luôn. Đừng ướp hành lý rám của đòi thôi. Ừ. Hết rồi. Con. Ừ. Rồi đừng có độn nữa. Bọn mình đã ướp xáo nha mọi người. Bây giờ bọn mình bắt đầu tiến hành lượng nha mọi người ạ. Nhìn rất là tuyệt vời. Cho tí thôi. Bị tay nữa. Không lấy tay nữa, nhìn ra nó nhờ. Thôi bè cùi đá đi, bè cùi đá. Rồi. Rồi. Ui, ôi trời. Được. Bọn mình bỏ vào chuẩn bị nượng nha mọi người. Đấy là bỏ gạt trên hai cục đá rồi bỏ cùi tên rồi đột nhá. Bỏ cùi vào vào. Đưa đến bàn. Nượng đi nữa đi. Chậm chưa? Chậm. Chậm chậm. Chậm lửa. Thank you.
nay mùa hè rất là nọng nha mọi người. Nọng mà bọn mình đang còn lượng thế này rồi, nọng hơn rất là nhiều. Ở phía trên này là cái đập nha mọi người. Trên này là cái đập đập nước ấy, đập nước. Để mình đi lên cái đập cho mọi người xem nha. Đập rất là to luôn. Đến đây rất là mặn mọi người ạ. Cái đập dọ nhiều ấy, với lại hơi nước nó bốc lên rất là mặn luôn. Đấy nha mọi người. Đây là cái tràn bơm nha mọi người. Tràn bơm nước lên cái mương lúc này ấy. Đấy nha mọi người, cái đập rất là to đó nha mọi người. Đây. Đập nước rất là to mọi người ạ. Lúc này bọn mình nước ở dậy kia thì không có dọ đâu nha mọi người nhé. Bởi vì cái chặn đập này, cái đê chặn đập này nó che hết dọ rồi. Giờ lên trên này dọ rất là mặn mọi người ạ. Ở trên này cá rất là nhiều luôn. Đấy, thằng em mình đang nượng cái chân chó dậy kia nha mọi người. Đế đây nha mọi người. Chín chưa? Thằng em mình nó đang chăm sóc cái chân giò cho chín mọi người ạ. Không biết khi nào cho chín. Bây giờ mình chuộng dậy phía dậy cái sườn đế nha mọi người. Rất là nọng mọi người ạ. Bởi vì nó cái này nó chặn hết giò ấy. Lên trên kia thì mới mặn được. Chắc là bọn mình lạt nữa sẽ tạm mọi người, tạm ở cái mương này nha mọi người. Nước rất là mát luôn nhá. Chắc là anh em mình chuộng tạm tị cho mát. Mương nước chảy ở đầu nguồn luôn nha mọi người, đầu nguồn cái đập luôn nhá. Rất là mát luôn. Bây giờ bọn mình chuộng tạm với mọi người ạ. Tắm. Để đó nó ủ nó chín đấy. Thấy? Xúc sán đi. Sán một thôi. Được rồi. Anh nghĩ cái phân to này khó chín này. Dựa vì độ thêm tùy thời. Phân này mới cho chuộng chuộng dậy trùng nợ chuộng. Dư vì đào đá rồi. Đây. Được lại chuộng thôi, lại chuộng. To khó chín nó. Mà đợt trời chứ. Chưa. Bên chơi bên trên. Rồ nhìn ngón này. Trời. Để đi này. Để đi xong tập. Tập cùi lên cái đầu to này. Bọn mình phải nượng cái đầu to hơn này nhá mọi người. Cái phần gần trên đùi ấy, bởi vì nó to. Phần dợi như kiểu hơi. Tá hơi con phân. Bây giờ bọn mình ủ cái chân đấy nha mọi người. Giờ trời nặng quá mọi người, bọn mình chuộng tạm đã. Tạm hồi lên là nó chín là bọn mình ăn là vừa mọi người ạ. Tắm. Thank you.
Tạm xong bọn mình lên thăm cái chân trò xem chịn nha mọi người ạ. Chịn nhá. Cho mọi người xem cái chân trò nhá. Đang cây thôi. Đợi chứ mà cào chứ là gì. Đập đâu thì đập nữa. Chịn nhá nè. Thiếu bảy mạnh ấy, bảy mạnh ngoan. Ủa rồi. Chịn nha mọi người. Phía ngoài mình thấy chịn nó nhưng không biết phía trong thế nào nhá. Đúng đúng đúng, phía trong bấm lù lớn. Cho mọi người xem mẹ miệng thịt này. Ồ này chứ không chịu thịt. Mất công anh em làm vlog rồi. Sáng chưa? Ngoài chịu rồi nhưng mà trống lắm nè. Trống chịu rồi đây. Ừ. Nói mạnh ăn được rồi. Ngọt đây. Chân giò này nha mọi người. Đó mọi người xem chân giò nha. Còn mình lượng này chứ chắc là chịu hết rồi. Đây nó được không? Mời mọi người thưởng thức chân giò nhá. Bọn mình ăn đây. Nóng. Để nước một tí mình được. Tí á. Chồng chị nói chị thôi. Chị nhá. Nói đó lần nữa đó chị cho mua một rồi chị. Có tám cô chị. Anh thấy cái tính lợi của mình ăn cái giá. Đây là cái giá được. Mời mọi người nhá, ăn thán nhá. Rất là ngon mọi người ạ. Rồi. Này cũng kẹt này. Ngủ cơm tưới luôn. Đất là nọng mọi người. Ăn nghe mới khẹt mừng được. Không có giáo tao thấy cái này. Trời. Đó là ngon mừng ạ. Về đó. Thằng nào biết thán. Thằng nào biết thán. Đi mua một cạp anh nhiều ạ. Cạp nặng cái cạp được. Vượt phát. Rồi rồi. Người cái mọng mà mọng của chắn nhá mọi người. Đây. Cái giò này. Đây. 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 Mời mọi người nhá. Em tăng trang kiểu ăn thịt lắm. Mời mọi người nhá. Rất là thơm ngon luôn nha mọi người.
Rồi, được rồi, được rồi. Đi theo nó ăn lên đây. Điều, tách thịt ra. Điều, tách thịt ăn đây. Nó là ngon không ạ? Tôi đặt này. Thêm đi rồi, cho cái thịt bánh này nó gì bán. Bới đi, bới đi. Video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Mọi người ủng hộ mình một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nha mọi người. Chào tất cả mọi người nhé.